Mình là Trường Goku và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài cái game PS 2017 Full Crack. Và trước tiên thì các bạn cần phải có ba cái file như thế này. Các bạn hãy mình sẽ để link tải ba cái file ở bên dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể mở phần mô tả ra và sau đó các bạn click vào và tải về. Thì mình đã qua link quảng cáo cho các bạn, chịu khó vượt qua link quảng cáo nhé, vượt qua chắp ca nhé. Ok. Sau đó các bạn sẽ được ba cái file như thế này. Đó, các bạn hãy bấm nút chuột vào cái file .iso này. Rồi, nó sẽ mở cho bạn một cái phần. Đó, các bạn bấm setup. Rồi, nó sẽ hiện lên cái thư mục mà các bạn vừa cài đặt vào. Các bạn hãy bấm vào lake, hoặc là các bạn muốn cài lên ổ khác thì bạn bấm browser. Các bạn tìm cái ổ mà các bạn muốn cài đặt thì mình sẽ cài đặt lên ổ E ha. Rồi, các bạn chọn ổ xong các bạn bấm next. Các bạn bấm next tiếp này. Rồi, các bạn bấm next tiếp, install. Ok, sau khi các bạn cài đặt xong thì nó sẽ hiện ra một cái bảng finish như này. Đó, các bạn bấm vào finish. Rồi, tiếp theo thì các bạn vào một crack. Đó, các bạn copy ba cái file này lại. Các bạn bấm copy này. Sau đó các bạn vào cái thư mục mà các bạn cài game. Các bạn copy nó vào đây. Rồi các bạn, nếu mà hiện ra cái bảng này thì các bạn bấm đè lên nhá, rip lên này. Đó. Rồi, tiếp theo là các bạn hãy quay lại cái phần các bạn tải về, các bạn giải nén hai cái file này ra. Đó, các bạn vào đây. Các bạn copy cái đoạn này lại. Các bạn vào lại cái thư mục mà các bạn đã cài game. Rồi các bạn bấm paste. Rip lên tiếp. Rồi các bạn quay lại, các bạn vào phần games. Đó, các bạn lại vào DX Web Setup. Bấm vào đây. Run admin. Các bạn bấm I accept nhé. Accept. Rồi các bạn bỏ cái dấu tích ở install big bar đi. Rồi các bạn chờ một chút để nó cài đặt cái phần mềm này. Rồi các bạn bấm finish. Như vậy là xong. Các bạn chỉ việc vào lại cái thư mục mà các bạn đã cài đặt game. Các bạn bấm chuột vào PES 2017 là các bạn đã có thể chơi rồi. Bởi vì cấu hình của mình thì nó cũng không phải là mạnh, cho nên mình cũng không thể vừa quay game mà vừa quay màn hình vừa quay game được. Đó. Thì cái game này nó không yêu cầu cấu hình quá cao, nó chỉ yêu cầu tầm khoảng 2 GB tối đa, các bạn chỉ cần tối đa là 2 GB và một cái cạc đồ họa cùi cùi, còn nếu không có cạc thì RAM vẫn chơi bình thường. Rồi, và video của mình đến đây kết thúc. Nếu hay nhấn like, share, subscribe và comment chia sẻ ý kiến bên dưới cho cái đội hình Real ở trên màn hình của các bạn hiện tại ở đây. Và bye.